Nhân xin chào cô chú anh chị nhé. Video ngày hôm nay Nhân sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một lô đất giá rẻ cho cô chú anh chị, 1 tỷ 080 triệu với cái lô đất này, và với cái diện tích là ngang 4m4 4m4. Nó sẽ từ cây cột mốc nè, nó có sẵn ống nước cho mình nè cô chú anh chị. Mình dài qua tới bên đây, nó cột mốc bên đây nè, là 4m4. Sâu vào là 12.56, tức là 12 rưỡi đi. Tổng trong sổ của mình là 56.6 m², ngang 4m4, dài 12 rưỡi, 56.6 m². Rồi nó sẽ đụng đích với cái căn nhà này nè. Ở đây là nó sẽ còn 1, 2, 3, 4 lô, nó còn 4 lô trong này của chúng chị. Thì cái lô của mình là nằm ở lô thứ hai, tức là ở trong cùng, cuối cùng ở trong vẫn còn một lô nữa, nó là lô số 1 trong cùng nhất, tới mình là lô số 2. Thì với cái mức giá này, với cái diện tích này, thì cô chú chị cũng biết rồi đó. Thường thường ông bà người ta nói một câu, tiền nào của nấy. Bởi vì ở đây là một cái đường cục, nó đổi lại là cái giá nó rẻ. Ví dụ như là rẻ thì không bao giờ nó đẹp, mà nó đã đẹp rồi thì không bao giờ nó rẻ được cho chúng chị. Bởi vì ông bà ta nói một câu rất là hay, tiền nào của nấy, rất là hợp lý. Vị trí này nếu như mà cô chú anh chị mình mua để mình xây mình ở, nhưng mà mình muốn là mình ở riêng biệt, không ai đụng chạm gì tới mình, mình cũng chẳng muốn đụng chạm tới ai, tức là mình muốn cuộc sống là nó riêng tư của mình đó, thì chọn cái vị trí này. Nhân cũng xin nhắc lại, nó sẽ buồn, nó sẽ rất là buồn của chúng chị, bởi vì cuối rồi, cuối cùng ở trong cái con đường này rồi. Và cái thứ hai, nó đối diện ở đây, trong đây thì cô chú anh chị mình thường hỏi là xài nước máy như vậy thì cái nhà máy xử lý nước nằm ở đâu, thì đây là cái nhà xử lý nước của khu các tự vệ sinh mình. Trong khu các tự vệ sinh của mình nó sẽ có 4 khu xử lý nước như thế này, nó có 4 khu nha, là nó sẽ cung cấp toàn bộ nước cho khu các tự vệ sinh của mình. Thì chỉ trong cái dự án mình thôi là mình sẽ có nước sạch mình xài, còn mình lọt ra ngoài dự án, ngoài dân thì mình sẽ tự đào giếng, khoan giếng để mà mình xài nha chú chị. Đây là một cái lốc nhà liền kề của bên phía công ty xây dựng và bán lại cho người dân, thì người dân cũng đã mua hết rồi, thì có một số căn người ta về ở và cũng còn một số căn thì vẫn chưa ở nha, vẫn còn trống. Ở đây thì dân cư nói chung là cũng tương đối thôi chú chị, đây tương đối ha. Và chỗ cái đống đất cao này thì đó là cái quỹ đất của công viên sinh vật cảnh, khi nào nó làm thì Nhân không biết được, nhưng mà khi nó làm thì giá trị của khu này sẽ rất là cao, nhưng mà hy vọng là làm sớm. Còn phía bên đây là nhà của người dân, người dân này ở ngoài dự án rồi của chú chị, đó là ngoài dự án của mình nha. Ở đây mình sẽ có một cái công viên, cái khoảng khuôn viên, cây xanh đồ, hoa lá cành đồ nhỏ nhỏ ở đây ha, đó, đó là khu xử lý nước. Rồi cái vị trí này, ví dụ như cô chú chị mình muốn tự đi xem thì mình có thể là mình chạy tới đây, mình gặp cái lóc nhà, hay gọi là lóc nhà K1, lóc nhà K1 nha, thì mình sẽ tới cái đường này là mình sẽ rẽ vào, là mình sẽ hình dung và thấy được đất của mình. Thì cái lợi thế, ví dụ như là mình muốn ngang rộng, dài thì vừa phải thôi cũng được, muốn ngang rộng mà muốn riêng tư, muốn ở riêng biệt của mình á, thì đây là một cái vị trí khá tuyệt vời trong chúng gì lựa chọn. Còn ví dụ như sau này mình mua đất, mình xây, mình ở rồi, hoặc là mình để dành gì đó, sau này mình ở, thì khi mà mình mua trong đây cái vị trí này, mình có thể đậu xe hơi, đó, mình đậu xe hơi ở trước cái nhà, trước cái đất của mình, thoải mái vô tư luôn, đó, không ai đụng chạm gì mình á, không ai làm gì mình hết chúng chị, thoải mái vô tư, à, nó được cái này thì mất cái kia, nó được kia thì mất cái nọ, không có gì trọn vẹn hết á. Đó, giống như Nhân thì ai cũng khen đẹp trai hết, mà ngược lại thì không có tiền, nó khổ vậy đó. Rồi mình nhìn lại một lần nữa cái vị trí của cái lô đất của mình nha, 4m4, dài 12.56. Trong kia là cái khu, một cái khu cũng ở trong dự án các tự vệ sinh của mình, và nó là cái đợt cuối cùng nhất của dự án, là đợt 12 của chúng chị. Thì đợt trong đó thì hiện tại là
chưa có nhà, chưa có nhà. À có một căn đây, đó có một căn đây. À, đó, mình nói là chưa có nhà, bên đây là có một căn nhà. Nhưng mà bên đây thì nó chưa có sổ, là cuối cùng nó chưa có sổ nè. Còn cái căn này là của Nhân, à, Nhân bán lô đất đó, à, bán xong rồi cô à, bỏ tiền ra cô xây cái nhà lên ở, thì à, tính ra một miếng đất có sổ hồng riêng, có thêm một cái căn nhà nữa, thì cái thời điểm cô mua đất xong cô xây nhà lên là nó rơi vào tầm khoảng hơn tỷ xíu à, rồi có cái nhà ở sướng không, quá sướng luôn, không còn gì bằng. À, cái diện tích của nó hình như là nó 4 × 10, 4m 10m thôi, nó nhỏ hơn của mình ha, của mình thấy 4.5, 4.4, dài 12, 5.6, đó cái kia nó 40m², còn của mình nó tới 56m² là con chú gì, đã lắm. Ngang 4m4 thì xây nhà cũng dễ, thiết kế cũng dễ. Thì à, ví dụ như mà con chú chị mình tầm tiền mình vừa phải thì à, mình lấy lô này. Còn ví dụ mình muốn xây dựng xây nhà luôn thì à, Nhân sẽ gói ghém, ví dụ mình xây một trệt qua là một lửng, ví dụ hai chồng hai đứa con ở thôi ha, thì một cái căn nhà gắt lửng như vậy thì nó rơi vào tầm khoảng 400 triệu, 400 triệu nữa là đẹp luôn, tức là chưa tới 1.5 tỷ là mình sẽ có một cái căn nhà để mà mình ở, có sổ hồng riêng đàng hoàng quý vị. Và lô đất này đã có sổ hồng riêng và con chú chị mình mua bán là sẽ công chứng sang tên liền nha, không cần phải chờ đợi gì hết nha chú chị. Rồi cảm ơn con chú chị rất nhiều, nãy giờ đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được nhiều nhiều video sau, biết đâu những video sau sẽ gặp được nhiều căn nhà, nhiều lô đất mà mình cảm giác là mình ưng ý, và quan trọng nhất là vừa với tài chính của mình thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho con chú chị luôn nhé. Còn bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình tiếp tục những video sau.